Chào mừng các bạn đã quay trở lại với top 5 lạ kỳ. Như các bạn đã biết, trong tuần qua, mạng xã hội đã để sóng tin tức về bộ phim Cô Dâu 8 tuổi hiện đang được trình chiếu trên Today TV. Khác với những bộ phim khác, điều làm cư dân mạng dậy sóng về bộ phim này không phải là về nội dung phim, mà là về độ dài của bộ phim, hơn 1.800 tập. Những tưởng thuyền trường ca về vụ tảo hôn này đã là bộ phim dài nhất mà con người có thể làm ra, nhưng không, Cô Dâu 8 tuổi chỉ về 3 trong danh sách của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy cùng top 5 lạ kỳ điểm qua top 5 bộ phim dài nhất thế giới. Khi Người Ta Yêu, 576 tập. Khi Người Ta Yêu là một series phim truyền hình của Đài Loan. Những nhà sản xuất bộ phim này hẳn rất tự hào khi đứa con tinh thần của mình lọt vào top 5 của chúng tôi ngày hôm nay. Cốt truyện của bộ phim xoay quanh câu chuyện về một người phụ nữ đảm đang. Xoay quanh một người phụ nữ thảo nào dài. Cô biết chăm lo cho mấy gia đình nhưng lại lấy thể người chồng bê tha không màng sự nghiệp. Nhưng với sự lạc quan và có bên cạnh hai đứa con hiếu thảo, cô vẫn vượt qua được hết những khó khăn mình gặp phải. Haha, 500 tập đã nhằm nhò gì? Nên xem số 4 là phim gì nào? Doctor Who, 798 tập. Đây là một series nổi tiếng và rất được ưa thích đối với các tín đồ phim viễn tưởng. Tuy nhiên thực tế, nó đã khiến nhiều người phải dài cổ theo dõi khi có thâm niên 50 năm phát sóng, bắt đầu từ năm 1963 và liên tục cho đến những năm 1989. Doctor Who được mệnh danh là bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng dài nhất mọi thời đại, kéo dài hơn một nửa đời người, mà thực ra cũng chẳng biết đã có bao nhiêu thế hệ ngã xuống trên con đường chinh phục bộ phim này. Tin vui là... mà chẳng biết là tin vui hay buồn nữa. Đó là vào năm 2006, bộ phim được tái xuất giang hồ sau gần 20 năm nghỉ dưỡng. Thêm một lần nữa, Doctor Who tiếp tục hành hạ các tân bộ phim. Cô Dâu Đình Đám, Cô Dâu 8 tuổi, 1927 tập. Có tới 3 nữ diễn viên đã phải thay nhau thể hiện vai nữ chính Anandi tích cô bé tảo hôn trong phim, bao gồm Avikago thể hiện vai Anandi thời nhỏ từ tập 1 đến tập 516, Tora Raspucha vai Anandi trưởng thành và Pratyusha Banerjee thể hiện vai Anandi trung niên. Hiện bé Avikago cũng đã trở thành một thiếu nữ, nhưng phim vẫn chưa hết. Dù có số lượng tập dài nhưng Cô Dâu 8 tuổi đã đạt được rất nhiều giải thưởng uy tín tại Ấn Độ. Hẳn trong đó có giải bộ phim câu giờ nhất và giải bộ phim cây chia rẽ gia đình nhất. Bộ phim cũng đã được nhiều đài truyền hình trên thế giới chiếu lại, trong đó có Việt Nam. Thật đáng lòng. Days of Our Lives, hơn 12.000 tập. Bộ phim này cũng đã được chiếu từ cái đây hơn 50 năm trước, chính xác là vào ngày 8 tháng 11 năm 1965 cho đến tận năm nay. Vào những ngày đầu lên sóng, mỗi tập phim chỉ có 30 phút, nhưng đến 21 tháng 4 năm 1975, nó đã được tăng lên 60 phút và đạt thành công ngoài mong đợi. Tháng 3 năm 2005, bộ phim đạt mốc 10.000 tập sau 40 năm phát sóng. Đến năm 2013, số tập phim đã lên đến 12.000. Ban đầu, bộ phim chỉ có 5 diễn viên và mỗi người phải thủ nhiều vai. Trong chặng đường 50 năm chiếu phim, Days of Our Lives đã từng có đến 118 cái đám cưới, 47 đứa trẻ được sinh ra, 25 người đã qua đời. Marlena Evans là nhân vật xuất hiện lâu nhất trên phim với 4.000 tập, những con số thật không thể tin được. Đèn Chỉ Đường, Guiding Light, 15.700 tập. Trước khi bàn về các vấn đề khác, hãy cùng tớ trao danh hiệu bộ phim lê thê nhất trong lịch sử nhân loại cho Đèn Chỉ Đường. Mong rằng sẽ không có bộ phim nào dài như thế nữa, để nhân loại được hưởng sự bình yên. Xin được nói thêm về phim. Đây là bộ phim được sản xuất và phát hành bởi hãng phát thanh NBC từ năm 1937 và được kết thúc vào ngày 18 tháng 9 năm 2009 vừa qua, sau 72 năm tồn tại, tương đương cuộc đời một con người. Dám cá sẽ chẳng có nhiều người thừa nhận đã từng xem trọn vẹn bộ phim này. Ban đầu, phim được NBC phát hành với thời lượng 15 phút một tập, nhưng sau đó được cải biên thành phim truyền hình và phát sóng bởi hãng CBS. Phim chính thức được sách kỷ lục Guinness công nhận là bộ phim dài tập nhất thế giới. Days of Our Lives đã giành được tới 69 giải thưởng Emmy, giải thưởng cao nhất về thể loại phim truyền hình Mỹ. Vì vậy, đến năm 2009, lượng khán giả mất đi khá nhiều do đã phát chán bộ phim này. Bộ phim ngừng sản xuất từ năm đó. Ôi, thật tuyệt vời. Trên đây là danh sách 5 bộ phim dài nhất thế giới. Top 5 lạ kỳ sẽ trao thưởng 1 triệu đô cho bạn nào xem hết cả 5 bộ phim trên.
với điều kiện người chiến thắng phải gửi băng hình chứng minh rằng bạn đã xem hết tất cả 31.001 tập phim, tương đương 1.395.045 phút cuộc đời các bạn. Đừng quên cho tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Subscribe để xem những video mới nhất của channel của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.